Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video đọc và dịch tiếng Anh. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc và dịch các bài tiếng Anh trên trang Psychology Today. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Now let's get started. Đây, hôm nay mình sẽ đọc bài The Six Model of Personality của tiến sĩ Eric R. Maisel. Thì bài này có nghĩa là cái mô hình thứ sáu của mô hình nhân cách thứ sáu, mô hình tính cách thứ sáu, nhưng mà mình dịch là nhân cách có vẻ nó hay hơn. So whatever. So how to make use of the power of dynamic self-regulation? Thì làm cách nào để có thể tận dụng cái sức mạnh của cái sự tự điều tiết dynamic, điều tiết cái gì đây, để mình dùng Google dịch để xem nó dịch thế nào. À, khả năng tự điều chỉnh cái năng lượng của mình. Cái điểm chính của bài này là key points. There are six main views of personality, là có sáu góc nhìn về cái tính cách, về nhân cách. Among them, the biological view. Trong số đó có góc nhìn về mặt sinh học, the psychological view, góc nhìn về mặt tâm lý học, and the social view, và góc nhìn xã hội học. Five of these views do not credit human beings with the power to dynamically self-regulate. Nghĩa là năm trong số các cái góc nhìn đó thì nó không có công nhận con người có cái khả năng là sẽ tự tự điều chỉnh cái tính cách của mình. Đây là tự điều chỉnh dynamically self-regulate, này có nghĩa là tự điều chỉnh cái động năng của mình, như là các hành động, hành vi, tất cả mọi thứ của mình. The sixth view of personality là cái góc nhìn thứ sáu của tính cách. Góc nhìn thứ sáu này đối với cái nhân cách. The one that acknowledges our ability to self-regulate là cái góc nhìn thứ sáu này, nó công nhận cái khả năng mà để mình có thể tự điều chỉnh, tự kiểm soát bản thân. Is the truest view of personality là cái góc nhìn chân thật nhất đối với tính cách của tính cách. In this post, we'll look at redesign your mind techniques for achieving dynamic self-regulation. Trong cái bài post này thì chúng ta sẽ xem về cái cách để tái 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 thiết kế lại cái tâm trí mình. Chúng ta sẽ xem về các cái kỹ thuật để tái thiết kế lại tâm trí để mà có thể đạt được cái khả năng tự kiểm soát bản thân một cách chủ động. Dynamic self-regulation, bây giờ mình mới dịch ra, mình có thể dịch ra cái này là ý là cái này một cách chủ động chứ không có bị động nữa. A brain's true brilliance is its ability to chat with itself. Như là cái khả năng phi thường thật sự của cái bộ não là thật sự là có thể nói chuyện với chính nó, là nó có thể trò chuyện với chính nó. Enter into self conversation là có thể bước vào cái vùng không gian, nghĩa là tự trò chuyện với bản thân. Self conversation nghĩa là tự đối thoại với bản thân. And as a result of these conversations, engage in dynamic, và sẽ có kết quả là các cái cuộc đối thoại đó sẽ được thực hiện một cách rất là năng động. System-wide self-regulation, và hệ thống. System-wide nghĩa là một cách hệ thống, nghĩa là trên diện rộng. Đây là cái khả năng tự điều chỉnh này, cái khả năng tự điều khiển điều tiết này, nó diễn ra trên một cách hệ thống trên diện rộng. Is anything in the universe more amazing than that? Nghĩa là có thứ gì còn thứ gì tuyệt vời hơn thế nữa. Nor is any brand feature more important to you personally. Nếu không thì bất cứ cái đặc điểm nào của bộ não thì đối với bạn thì sẽ quan trọng hơn.
Vậy đối với mình á, đối với bạn á, thì cái đặc điểm là của bộ não thì nó quan trọng hơn cái thứ này, cái khả năng này, khả năng tự điều chỉnh của nó. Since this dynamic self-regulation is the brain feature that allows for mental health and emotional well-being. Như là bởi vì cái sự tự điều chỉnh một cách năng động này thì cái là một cái đặc điểm của cái bộ não mà nó cho phép chúng ta có thể điều chỉnh được cái sức khỏe tinh thần và sự sức khỏe cảm xúc. Well-being này dịch sao ta? Sự thịnh vượng. Well-being. À, cái sự là giúp cho cái khả năng này giúp cho cái sức khỏe tâm lý của chúng ta ổn định về mặt cảm xúc và về mặt tinh thần. There are countless ways of thinking about human nature and what really makes us tick. Là có vô số cách để mà nghĩ về cái bản năng con người và cái gì thật sự làm chúng ta thích, thật sự làm động chúng ta, làm chúng ta phải thích một cái. Here are five typical approaches. Nên là đây là năm cái cách thông thường để tiếp cận cái đó, cái này. Thích ở đây là nghĩa là làm chúng ta bị tác động. We are biology. Chúng ta là cái sinh học của chúng ta, nghĩa là ý là chúng ta đều là được làm bằng các bộ phận cơ quan sinh học trong cơ thể, nghĩa là mọi thứ trong cơ thể chúng ta đều liên quan đến sinh học á. We are biological machines controlled by our genes, hormones, nervous system and other aspects of biology. Chúng ta là một cái cỗ máy sinh học được kiểm soát bởi cái mã genes của chúng ta, cái hóc môn, cái hệ thống thần kinh và cái khía cạnh khác của sinh học. For example, ví dụ we sustain a brain injury and lose our memory. Chúng ta bị một cái chấn thương về não và chúng ta mất mất trí nhớ. That is one sort of proof or evidence that we are our biology. Đó là một cái minh chứng và một cái bằng chứng là chúng ta là cái sinh học. Chúng ta là sinh học của chúng ta. Ý là đây cái bằng chứng là cái bộ não mình có nó sẽ bị tổn thương và chúng ta có thể bị mất trí nhớ. Thì cái điều này đã chứng minh là mọi thứ trong cơ thể chúng ta đều diễn ra về mặt sinh học. The medical model view is that we are mentally healthy when our biology is functioning and that we are mentally unwell when our biology fails to function properly. Nghĩa là cái mô hình y học là cái góc nhìn mô hình về mặt y học á, thì chúng ta là có sức khỏe tinh về mặt tinh thần thì nó lành mạnh, nó khỏe mạnh và cái sinh học của chúng ta thì nó hoạt động một cách bình thường và chúng ta và khi và cho rằng là chúng ta mất ổn định về mặt tâm lý, nghĩa là unwell là không không ổn định, không tốt khi mà cái sinh học của chúng ta bị thất bại trong việc hoạt động một cách đúng đắn. Ý là cái góc nhìn về mặt y khoa là khi mà chúng ta bình thường thì cái cơ quan sinh học, cái cơ chế sinh học trong chúng ta nó hoạt động bình thường, nhưng mà khi mà chúng ta cái cơ chế sinh học nó hoạt động không đúng cách đó, không 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 đúng cái bản chất của nó thì ngay lập tức thì cái mentally của chúng ta nó sẽ bị unwell, nghĩa là nó sẽ không khỏe. In this view, với cái góc nhìn này, we should treat mental distress as a biological matter requiring medical treatment, primarily medication. Là theo góc nhìn này chúng ta nên nên đối nên nên đối với cái sự căng thẳng về mặt tinh thần thì chúng ta nên coi nó là một cái vấn đề về mặt sinh học mà nó cần điều trị về mặt y học, chủ yếu là dùng thuốc, chủ yếu là chữa trị bằng thuốc medication. Cái số 2 rồi.
A second way to think about human nature is that we are primarily psychological creatures who are more or less held hostage by the way our mind develops. Đây là cái cách thứ hai để mà nghĩ về cái bản năng, bản chất con người á, là chúng ta là được chủ yếu là một cái sinh vật, một cái loài vật tâm lý. Và chúng ta là nhiều khi là chúng ta bị làm con tin bởi chúng ta bị ràng buộc bởi cái hostage này, nghĩa là con tin, nhưng mà ở đây mình sẽ dịch là nó bị ràng buộc bởi cái cách mà cái bộ não chúng ta phát triển, nghĩa là cái bộ não chúng ta phát triển thế nào á, thì cái psychology, cái tâm lý của chúng ta nó sẽ bị kéo theo tới đó, là cái đầu óc mình nó phát triển sao thì là cái tâm lý mình nó như vậy. Make sense of our experiences and our circumstances, nghĩa là điều này nó có lý đối với cái các trải nghiệm và cái tình huống của chúng ta. And manages our desires and our instincts. Cái này dịch sao ta? Và nó quản lý các cái ao ước và các cái bản năng của chúng ta. À, nghĩa là nó kiểm soát các cái ao ước, các cái thèm muốn và các cái bản năng của chúng ta. In this view, we are mentally healthy when our mind refrains from distorting reality. Như là theo góc nhìn này á, chúng ta sẽ có một cái tâm lý khỏe mạnh khi mà cái tâm trí của chúng ta được có được ngăn cách khỏi cái thực tại biến dạng. Ý là khi chúng ta có một tâm lý khỏe mạnh á, thì cái não của chúng ta nó sẽ nhận biết cái thực tại một cách rõ ràng hơn, mà nó không có sự gọi là distorted, nghĩa là không có sự xuyên tạc, không có bị méo mó, nghĩa là chúng ta nhìn nhìn cái thực tại, cái hiện thực đó một cách rất là rõ ràng, thì có nghĩa là cái tâm lý của chúng ta nó sẽ được khỏe mạnh. Và khúc tiếp theo là stops creating unnecessary inner conflicts, nghĩa là nó sẽ dừng tạo ra các cái mâu thuẫn bên trong nội tâm, inner conflicts, các cái mâu thuẫn bên trong nội tâm. Refuses to succumb to emotional cravings, là nó sẽ từ chối đầu hàng đối với các cái sự thèm khát về mặt cảm xúc, nghĩa là chúng ta sẽ không có cư xử cách cảm xúc nữa, mà chúng ta sẽ cư xử cách lý trí hơn đó. Nghĩa là nó sẽ khi mà chúng ta khỏe mạnh về mặt tâm lý thì chúng ta sẽ không có để cảm xúc kiểm soát cái đầu mình, and so on, và còn nhiều hơn nữa. When that is, it serves us rather than weakens us. Nghĩa là khi nào là nó sẽ phục vụ chúng ta hơn là nó làm chúng ta yếu đi. This view underpins psychotherapy. Nghĩa là cái góc nhìn này nó đặt nền móng cho underpins, là đặt nền móng cho tâm lý trị liệu psychotherapy, which is the second dominant mental health paradigm after the medical model paradigm, nghĩa là cái phác đồ điều trị sức khỏe tâm lý sau cái phác đồ điều trị về mặt y khoa. Và cái góc nhìn này nó sẽ làm cho mình sẽ sử dụng tâm lý trị liệu sau khi chúng ta sau cái nó sẽ đứng sau cái chữa trị về mặt thuốc, nên là chúng ta sẽ chữa bằng thuốc trước, sau đó chúng ta sẽ dùng tâm lý trị liệu. A third way of looking at human nature is that we are this thing called personality. Là một cái cách khác để mà nhìn về bản chất con người là chúng ta là một cái thứ được gọi là nhân cách. Cái từ này bây giờ mình dịch là nhân cách đi. Nãy giờ dịch là tính cách không? Sai rồi, cái từ này là nhân cách. That we are from birth or that we become over time a formed creature who reacts repetitively and rather without thinking in ways determined by our genetic predispositions. Là chúng ta sinh ra và chúng ta qua thời gian chúng ta trở thành và chúng ta được tạo thành một cái sinh vật mà nó sẽ phản ứng một cách lặp đi lặp lại hơn là sẽ không suy nghĩ về cái cách để mà được định nghĩa bởi cái tính chất của cái gen của chúng ta.
representation là cái khuynh hướng gen, nghĩa là cái chúng ta sinh ra thì qua thời gian chúng ta sẽ được chúng ta sẽ phản ứng một cách lặp đi lặp lại mà chúng ta sẽ không có nghĩ về, hay là chúng ta sẽ được mặc định, nghĩa là chúng ta được mặc định bởi cái gen của chúng ta, nghĩa là cái gen chúng ta nó làm sao, cái khuynh hướng gen chúng ta nó làm sao thì chúng ta sẽ phản ứng như vậy. The lessons we learn from our lived experiences, nghĩa là cái bài học mà chúng ta học được từ các cái kinh nghiệm sống, từ cuộc sống, từ các cái trải nghiệm trong cuộc sống nha. Lived experiences and our many diverse self identity pieces, và các cái đa dạng về cái danh tính, các cái mảnh danh tính của chúng ta, nghĩa là chúng ta có rất là nhiều cái danh tính khác nhau, chúng ta có thể là rất nhiều người, chúng ta biểu hiện có rất nhiều biểu hiện khác nhau. Each person is identifiable as fundamentally himself or herself, như là mỗi một người thì sẽ được nhận dạng như là một cái anh ấy hoặc là cô ấy một cách bản chất, fundamentally về mặt căn bản, về mặt căn bản đi, hơi dịch vậy cũng được. In common parlance, từ này từ mới. Theo cách nói phổ biến thì we describe people as introverts or extroverts, là chúng ta mô tả mọi người như là người hướng nội và người hướng ngoại. Bubbly or melancholy, rigid or reckless. Bubbly, mấy từ này mới quá. Sôi sục hoặc u sầu. Rigid là cứng rắn, khô, tính cách khó, tính cách cứng rắn, tính cách gọi là khó tính á. Or reckless là bất cẩn. Conventional là truyền thống. Or iconoclastic hay là tân thời hiện đại. Iconoclastic là những người mà có suy nghĩ kiểu như là khác biệt, những cái người mà có suy nghĩ khác biệt thì sẽ gọi mà khác với cái lối thông thường, những cái conventional này thì sẽ gọi là iconoclastic. Tôi từ này không có từ dịch được, gọi là những người đặc biệt đó, có tính cách đặc biệt. Or in mental disorder language, theo ngôn ngữ của các cái chứng rối loạn về mặt tâm lý á, thì nó sẽ có cái tính cách gì, passive aggressive, nghĩa là hung hăng một cách bị động. Thì cái passive aggressive này nó là những cái người mà họ không có biểu lộ cái sự hung hăng của mình một cách trực tiếp, mà họ biểu hiện cái sự hung hăng một cách gián tiếp. Borderline, borderline này là quá, không hiểu lắm, ok. And so forth, và còn nữa. What's implied by these designations is the idea that everything comes together. Nghĩa là cái điều, cái hàm ý của các cái sự chỉ định là cái ý tưởng rằng là mọi thứ đi cùng với nhau, như là một cái nhân cách, nghĩa là tất cả mọi thứ gặp lại với nhau, xong rồi nó sẽ tạo thành một cái gọi là cái personality, một cái nhân cách. Making each of us a predictable, recognizable and rather intractable unity, nghĩa là làm cho mỗi chúng ta trở nên một cách dễ đoán, dễ nhận diện, và hơn là một cái sự intractable này, sao ta, nghĩa là khó hiểu, nghĩa là hơn là một cái thực thể đó khó hiểu. Intractable để dịch qua đây. Intractable, nghĩa là rất là khó và không thể kiểm soát, quản lý hoặc là giải quyết. Intractable là một cái kiểu như vậy. Số 4, a fourth way of describing human nature is by asserting that fundamentally and above all else. Cái cách thứ tư để mà mô tả cái bản chất con người là cách khẳng định rằng một cách căn bản thì và tất cả và trên hết, we human beings are social creatures defined by our social roles. Con người chúng ta là những cái sinh vật xã hội được định nghĩa bởi cái vai trò xã hội của chúng ta. Social interactions, các cái sự tương tác xã hội
and relationships và các cái mối quan hệ, nghĩa là tất cả chúng ta thì được sẽ được định nghĩa bằng cái vai trò trong xã hội, các cái tương tác xã hội và các mối quan hệ chúng ta, thì chúng ta sẽ được định nghĩa như vậy, như một con người. Là có cái cách thứ tư để mà định nghĩa cái bản chất con người. In this view, theo cách nhìn này, phenomena like mob mentality, cái hiện tượng như là cái tâm lý mob, authoritarian acquiescence. Mob mentality nghĩa là gì ta? Chắc là không có nghĩa, tại vì cái từ mob, à tâm lý đám đông. Ồ, thì ra là vậy, mới học. Mob mentality tâm lý, authoritarian acquiescence, essence, độc tài, chấp nhận độc tài, and family conflict, mâu thuẫn gia đình, reveal our true nature and put the line to the idea that we are independent actors, nghĩa là nó sẽ tiết lộ bản chất thật và nó sẽ đưa cái lời nói dối, đưa cái lời nói dối là chúng ta là những các cái diễn viên độc lập, nghĩa là cái ý tưởng mà các chúng ta là một cái những cái cá thể độc lập á, thì nó là một cái lời nói dối. In their different ways, là những cái cách khác nhau như thế. Family therapy and social therapy both champion in this idea by, nghĩa là trị liệu gia đình và trị liệu xã hội là đều rất là tán, nghĩa là rất là champion, champion là dịch sao ta, rất là ủng hộ cái ý tưởng này. Ví dụ, seeing every problem child as a family problem, nghĩa là nhìn mỗi cái vấn đề của trẻ em như là vấn đề về gia đình. In this view, individual mental health is necessarily contextual and inseparable from family dynamics. Theo cách nhìn, theo cái góc nhìn này á, thì các cái sức khỏe tâm lý của mỗi cá nhân thì nó sẽ rất là cần thiết về mặt bối cảnh và không thể tách rời khỏi cái các cái gia đình. Về mặt nhóm nè, family dynamic không biết dịch sao, nhưng mà kiểu như là không thể tách khỏi động lực gia đình, nhóm, cái mối quan hệ xã hội của một cái người á, giữa các cá nhân, mối quan hệ xã hội các cá nhân và các cái cuộc sống xã hội. Nghĩa là cái tâm lý của mỗi người không thể tách rời khỏi cái này, không thể tách rời khỏi gia đình, khỏi các nhóm, các mối quan hệ và các cái cuộc sống. Social psychology is the branch of psychology most curious about these matters. Là tâm lý xã hội là một cái nhánh của tâm lý học mà nó rất là nó tò mò, nó cực kỳ tò mò, cái là có là tò mò nhất, most curious về các cái vấn đề đó. And their experiments are rather convincing in supporting the idea that individuals are much more like herd animals than we might like to imagine. Và các cái thí nghiệm là nó khá là thuyết phục trong việc là nó ủng hộ cái ý tưởng rằng là các cái cá nhân thì giống như là các cái động vật, loài động vật bầy đàn hơn là chúng ta tưởng. Như là cái góc nhìn thứ năm, a fifth view, rather ignored by psychology and psychiatry, nghĩa là bị lãng quên, bị lờ đi bởi tâm lý học và các cái nhà tâm lý học. Is that we are embedded creatures whose circumstances matter much more than we are typically willing to admit. Là chúng ta là bị là cái sinh vật mà bị nó cài vào, embedded nghĩa là bị một cái gì đó cài vào, bị nhúng vào một cái gì đó mà nó ăn sâu ở trong chúng ta, mà chúng ta là bị cái hoàn cảnh tác động nhiều hơn, nhưng mà chúng ta thường sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nên chúng ta là một cái loại sinh vật mà chúng ta bị tác động bởi hoàn cảnh. It matters if we must go to a school where we feel unsafe and where we are bullied and
bullied mercilessly. Nó rất là quan trọng nếu mà chúng ta phải vào một cái trường mà chúng ta cảm giác không an toàn và chúng ta bị bắt nạt một cái cách nhẫn tâm. It matters. Nó rất là quan trọng. If we resent and don't like our mate, nếu mà chúng ta bị gửi lại và chúng ta không thích cái người bạn của chúng ta. It matters if we must toil 50 hours a week at a menial or a high pressure job. Nó rất là quan trọng nếu chúng ta phải vất vả, toil vất vả 50 tiếng một tuần ở một cái công việc áp lực cao, công việc có nhiều áp lực, menial, hoặc là một cái công việc mà như là một cái người đầy tớ, một cái người gọi là coolie. In short, nói ngắn gọn, circumstances matter and dramatically affect our mental health, nghĩa là các cái môi trường, cái tình huống, cái hoàn cảnh nó rất là có ý nghĩa và nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm lý của chúng ta một cách đáng kể. In this view, theo góc nhìn này, which I think strikes us as common sense, cái góc nhìn này thì nó sẽ rất là làm chúng ta hiểu rất nhiều về cái này, như là một cái suy nghĩ chung của mọi người, nghĩa là mọi người ai cũng có thể hiểu được cái điều này, như là cái hoàn cảnh môi trường nó tác động chúng ta rất là nhiều, nên ai cũng hiểu điều đó cả. You would expect a homeless refugee to be anxious and depressed, nghĩa là bạn sẽ có thể hiểu rằng là cái người mà tị nạn mà họ vô gia cư á, thì họ sẽ rất là lo lắng, họ rất là bồn chồn và họ rất là depressed, họ rất là trầm cảm, họ rất là sầu muộn kiểu vậy. A marginalized youth to be oppositional and defiant. Câu này không biết dịch sao luôn. Một thanh niên bị gạt ra ngoài lề xã hội để trở nên chống đối và bất chấp. Oppositional, chống đối. Defiant, bất chấp. Any reasonable mental health model must naturally take a person's circumstances into account. Nên là tất cả các lý do chính đáng về cái mô hình tâm lý tâm sức khỏe tâm lý thì nó phải được về cái hoàn cảnh mà con người ở đó thì nó phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Nên là tất cả các mọi cái thứ liên quan đến cái vấn đề này thì nó phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng về cái việc tâm lý con người ở trong hoàn cảnh đó, thì cái tâm lý họ sẽ bị tác động bởi rất nhiều bởi cái hoàn cảnh và cái môi trường đó. Take into account là phải được cân nhắc. What each of these? Bài này không biết có dài không ta? Sắp hết rồi. What each of these five views has in common is a rather stark failure to picture human beings as possessing a real mind of the sort that human beings actually have. Nghĩa là mỗi một cái góc nhìn đó, trong năm cái góc nhìn đó thì nó sẽ có một cái điểm chung là nó có một cái gì đó thất bại nho nhỏ để mà có thể picture human beings, mà có thể mô tả cái sự tồn tại của con người, như là sở hữu một cái real mind, một cái tâm trí mà cái con người thật sự có nó. These models on the whole, là những cái mô hình đó là nhìn chung, nhìn tổng thể, tend not to credit human beings with the ability to chat with themselves about life. Nhìn có tổng thể thì nó có xu hướng là nó không công nhận cái sự tồn tại của con người là có cái khả năng là có thể trò chuyện với chính mình về cuộc sống. Actively make sense of their instincts, là có thể giải thích được cái sự tồn tại có thể giải thích được cái sự tồn tại của cái bản năng của họ một cách chủ động.
desires, rồi các cái mong muốn, psychological workings, các cái hoạt động tâm lý trong chính mình, and personality, or realize that there are efforts they might make to help with their sadness, anxiety, and other mental health challenges. Nghĩa là nguyên cái khúc này nó nói là nó không có công nhận cái con người có thể là tự có mình có thể giải thích được cái bản năng, cái khao khát, mong ước, các cái tâm lý, cái tính cách, các nhận ra và các cái khả năng mà họ có thể có, mà họ có thể giải quyết các cái nỗi buồn nè, cái lo lắng và cái vấn đề tâm lý khác. Thì cái này nó nói như vậy. This is such an odd failure. Đây là một cái sự thất bại kỳ dị, kỳ lạ. Really? Thật không? The failure to forget, to ignore, or ignore the fact that human beings are able to chat with themselves about what's going on. Hoặc là một cái thất dạng thất bại kỳ lạ. Nó thất bại trong việc là có thể quên và có thể lờ đi cái sự thật là con người có thể nói chuyện với chính họ về những sự việc đang xảy ra. There's a sixth view, là có một cái góc nhìn thứ sáu. Then that we are dynamic, rằng chúng ta rất là năng động. Self-regulating organisms that, to put it colloquially, can chat with ourselves and aim ourselves in one direction versus another. Để có thể tự điều chỉnh các cái cơ quan của chúng ta một cái cách là nói một cái cách thông thường, thì chúng ta có thể nói chuyện với chính chúng ta và có thể hướng chúng ta đến một cái điều gì đó và so sánh với một thứ khác. We are able to work towards calmness versus anxiousness. Chúng ta có thể đạt được cái trạng thái tĩnh lặng hoặc là tĩnh lặng để đối đầu với cái sự lo lắng, cái sự đam mê, đối đầu với cái sự thờ, passion versus indifference, nghĩa là sự thờ, love, indifference này nghĩa là sự thờ, chúng ta lãnh đạm, lãnh đạm thờ, tình yêu thì nó sẽ đối với enmity, sự thù hận, and so on. Thì nghĩa là chúng ta có thể so sánh những cái tính chất đối lập này của chúng ta, bên trong chúng ta. We may often do a poor job of dynamic self-regulation. Nghĩa là chúng ta thường rất dở trong cái việc chủ động tự điều chỉnh những cái điều đó, tự kiểm soát bản thân. Indulge ourselves in thoughts and behaviors that don't serve us. Nên chúng ta thường nuông chiều bản thân chúng ta ở các cái suy nghĩ và các cái hành vi mà nó không có ích lợi cho chúng ta. And actually prefer to think that we can't self-regulate. Và thật sự chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không thể nào chúng ta tự điều khiển bản thân được. However, doing a poor job of it is not a good argument that we are unable to do it. Tuy nhiên, làm một cái việc gì đó dở thì nó không phải là một cái điều, một cái lý luận hay rằng chúng ta không thể làm điều đó. Ý là cái này là một cái lý luận rất là dở. Human beings may be some impossible to deconstruct. Conglomeration. Conglomeration. Nghĩa là gì ta? Quên đọc. Sự kết tụ. Chúng ta, con người chúng ta có thể là một cái thực thể mà không thể nào mà có thể là phân tách ra được, phân tách ra cái sự of drives, appetites, thoughts, feelings, memories, neural events and everything else human. Là con người chúng ta không thể phân tách được từng cái phần thành phần nhỏ của chúng ta, như là cái khẩu vị, rồi các cái động lực, suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, các cái sự kiện trong não và sự kiện trong hệ thống cái thần kinh, dây thần kinh và mọi thứ khác của con người. Chúng ta không thể nào tách rời mọi thứ ra được. And but what we are, nhưng chúng ta là, in addition to all that, là thêm vào tất cả chỗ đó, là is a conscious being who knows things, là một cái thực thể tồn tại có ý thức và biết nhận biết các thứ. Understands things, là có thể hiểu các cái thứ.
and try out things so as to help our situation improve. Và có thể thử các cái điều mà để mà giúp chúng ta có thể cải thiện cái tình hình. Let's imagine how these six models might intersect. Là hãy thử tưởng tượng xem sáu cái mô hình đó nó sẽ giao nhau. Intersect nghĩa là giao nhau. You are drinking too much. Là bạn đang uống quá nhiều. Your cells are adapting to your drinking habits and now crave alcohol. Là các cái tế bào của bạn đang thích nghi với cái thói quen uống của bạn, thói quen uống rượu á. Drinking habits này nghĩa là thói quen uống rượu bia á. Và bây giờ bạn đang thèm khát cồn. You certainly have a biological problem. Nghĩa là bạn chắc chắn đang có một cái vấn đề về mặt sinh học. And you may have had a biological predisposition to begin with. Và có lẽ là bạn có một cái vấn đề sinh học mà nó có sẵn trong cơ thể rồi. Ý là cái gen mình nó quy định là mình sẽ có cái vấn đề sinh học này. Có lẽ vậy, là you may have had, ở đây you may have had là có lẽ có thôi, có lẽ thôi. Your mind likewise craves alcohol, là cái tâm trí của bạn cũng tương tự như vậy, nó cũng khao khát cồn. You now have a psychological issues with respect to drinking. Và bây giờ bạn có một cái vấn đề về mặt tâm lý mà nó liên quan đến vấn đề uống rượu bia. You also self-identity as a hard drinking type and see your drinking as a personality fit. Nên là bạn cũng nhìn chính mình như là một cái dạng dạng người mà nghiện uống và nhìn nhận cái việc uống này, việc uống rượu bia này như là một cái phần tính cách của bạn, nghĩa là nó rất là phù hợp với tính cách của bạn. Your personality helps sustain the problem. Là cái tính cách, cái nhân cách của bạn mà nó sẽ giúp đỡ để mà duy trì cái vấn đề này. Nghĩa là mình khi mà mình tự nhận thức cái bản thân mình là cái dạng người mà thích uống rượu bia rồi á, thì đột nhiên thì cái nhân cách này, cái personality này nó sẽ làm cho cái vấn đề này nó sẽ kéo dài liên tục. Tại vì mình nhận thức mình là một người như vậy thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục duy trì đó, hay nó gọi là psychological issue, là vấn đề về mặt tâm lý. In addition, thêm nữa, ngoài ra, most of the adults in your family love to drink and you are caught up in a social dynamic that supports your drinking. Nghĩa là phần lớn những người lớn trong cái gia đình của bạn thì họ rất là yêu thích uống rượu bia và bạn bị dính vào cái vòng tròn xã hội đó, cái sự chuyển động xã hội mà nó hỗ trợ cho cái việc uống rượu bia của bạn, nghĩa là ở trong cái nhà mà ai cũng uống rượu bia thì bạn có thể là bạn sẽ bị dính vào cái vòng tròn luẩn quẩn đó. Nên là bạn sẽ cũng là một cái người thích uống rượu bia luôn. On top of all that, trên hết, your job is stressful and your marriage is on the rocks and you train to relieve those stresses. Nên là cái công việc của bạn thì căng thẳng và cái hôn nhân của bạn thì nó đang ở trên bờ vực, trên cái tảng đá đó, on the rocks, nghĩa là trên bờ vực, nghĩa là đổ vỡ đó, và bạn uống để mà có thể giải tỏa căng thẳng, relieve those stresses, giải tỏa các cái căng thẳng. It's abundantly clear how all five biology, psychology, personality, social pressures and circumstances contribute to your problem drinking. Nghĩa là nó một cách rất là rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, là tất cả năm cái yếu tố là về mặt sinh học, tâm lý học, nhân cách, áp lực từ xã hội và hoàn cảnh thì nó đóng góp vào cái vấn đề uống rượu bia của bạn đó. Thì năm cái yếu tố này, năm cái hành tố này nó góp phần vào trong cái vấn đề về tâm lý của mình, là cái vấn đề mình nghiện uống rượu bia đó. Abundantly dịch sao ta? Nhưng mà cái này là một cách rất là rõ ràng, abundantly clear, là cực kỳ rõ ràng, là có rất nhiều cái bằng chứng để chứng minh được cái vấn đề problem drinking này. So, thanks for watching my video. Hope to see you next time. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog đọc dịch tiếng Anh của mình. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo. See you later.